thấy là cái gì, với một cái tỷ lệ mà phản chai da cuốc thì đầu tiên lúc nào mình cũng hay nghe nói nhiều nhất đó là cái nhóm của kháng sinh. Kháng sinh đầu tiên đó là cái nhóm mà penicillin, tiếp theo đó là cái nhóm sulfamid, hoặc là nói chung là những cái nhóm mà có cái vòng benzen như là cephalosporin. Tiếp theo, những cái loại kháng sinh mà hay dùng cho ngoài da, những bệnh lý nhiễm khuẩn của ngoài da như là cái nhóm macrolide hoặc là doxy, quinolone cũng hay thấy có phản chai da cuốc. Thì chúng ta thấy là trong cái nhóm macrolide thì thường là với những cái phản ứng nặng như là Steven Johnson chẳng hạn, thì mình thấy là trong cái nhóm macrolide thì ít ít có là tác nhân của những phản nặng đó. Tuy nhiên là những cái phản nhẹ như là rash, nổi phát ban thoáng qua vân vân đều có thể gặp. Tại sao cô nhắc lại cái đoạn này là vì nhiều khi những bệnh nhân mà đến với chúng ta đã có bị cái phản chai da cuốc thì thường là mình hay lựa chọn cái nhóm macrolide để mình sử dụng trong một số cái nhiễm khuẩn, và mình nghĩ rằng là khi sử dụng như vậy thì sẽ tương đối là an toàn cho bệnh nhân. Thuốc tiếp theo mà chắc có lẽ là cái thủ phạm hàng đầu của Steven Johnson là cái thể nặng hoặc tên đó là cái allopurinol. Chắc chúng ta đã nghe nói nhiều và cũng đã có một cái nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh về cái tỷ lệ HNLA, cái tuyến HNLA gây ra cái nhạy cảm của cơ thể đối với allopurinol, trong cái vấn đề mà dùng nó bị khởi phát của Steven Johnson. Các thuốc khác mà mình cũng chú ý đến nữa đó là gì, mình nhóm chung chung thôi chứ dĩ nhiên là nhớ thì khó mà nhớ hết. Các bạn nhớ dùng cô những nhóm chính như là kháng sinh có vòng benzen, allopurinol, nhóm thuốc thần kinh như là chống trầm cảm ba vòng, carbamazepine, đây là những cái hoặc là diazepam, những thuốc ngủ như an thần, để cho chúng ta chú ý hơn về cái tỷ lệ rất là thường gặp. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà phản chai da cuốc thì mình thấy là cũng không phải là phổ biến. Tuy nhiên là nếu như xảy ra thì khá là khó chịu cũng như có thể ảnh hưởng nặng đến người bệnh. Tỷ lệ chỉ dao động là 1.5, 1.2 đến 5.1 đối với amoxicillin chẳng hạn. Một vài cái tỷ lệ các bạn thấy là thường là khoảng vài, cao lắm là vài phần trăm, nhưng mà cái vài phần trăm đó rất là nguy hiểm. Cô chia ra thành hai cái nhóm ha. Như cô nói, phản chai da cuốc là cái từ nói chung, là mình sẽ xem trong các tài liệu nó là skin reaction for growth. Thì như vậy á, là trong đó thì cái nhóm nặng thì mình sẽ thấy là gì, hội chứng Grace, nhất là các bạn sau này làm việc tại các khoa hồi sức cấp cứu chẳng hạn, chú ý đến cái điều này, hội chứng Grace. Phản vệ, phản ứng phản vệ, thì phản ứng phản vệ nặng nhất của nó sau cùng nó đó là sốc phản vệ ha. Agép tức là phát ban, gọi là ngoại ban, dạng mụn vú cấp tính toàn thân. Hồng ban sắc tố cố định, thì cái dạng này á, nếu mà chỉ nổi vài cái thì cũng có vẻ nhẹ, nhưng mà nếu mà số lượng nhiều và mỗi cái hồng ban sắc tố đó trước khi nổi là những cái mụn nước to vỡ ra thì cũng có thể rối loạn đến cái điện giải, đến cái dịch, tổng lượng dịch trong cơ thể. Và một cái thể phản nặng sau cùng đó là Steven, hội chứng Steven Johnson hay là TEN, tức là ly thượng bì hoại tử do độc tố. Còn những cái phản ứng da da thuốc khác tiên lượng khá là gọi là nhẹ hơn thôi nha, chứ ví dụ như là mày đay nè, viêm mạch nè, đỏ da toàn thân cũng, hoặc là phát ban nhiệt lít kem, hoặc là nhạy cảm ánh sáng, hoặc là phát ban trứng cá. Thì chúng ta sẽ đi vô lần lượt từng cái màn hình của cô, không biết các bạn có đọc được không, chữ có nhỏ quá không các bạn ơi? Dạ đọc được thôi. Cô cố gắng cho nó lớn lên đi. Thì nói với đến phản chai da cuốc thì mình hay
và mình nên phải chú ý đến cái phản ứng quá mẫn hypersensitivity của cái reaction của cơ thể, bốn cái tiếp reaction đó. Tiếp thứ nhất đó là cái tức thời qua trung gian của cái tế bào mast và basophil, thì mình hay nghe nói ha, điển hình chẳng hạn như là cái Shenkum phản ứng Shenkum rất là thường gặp. Thì biểu hiện của nó trong những cái phản ứng da do thuốc nào, như là mày đay nè, như là phù mạch nè, và nó có kèm những cái biểu hiện khác như là co thắt phế quản, phù của thanh quản, nôn ói, hạ huyết áp hoặc thậm chí là gây sốc. Cái phản ứng thứ hai đó là cái phản ứng mà phá hủy tế bào qua trung gian của cái kháng thể IgG và IgM. Thì cái này á, mình thấy sẽ ít có phổ biến hơn. Mình sẽ thấy là phản ứng của da, phản ứng của cơ thể như là cái thiếu máu tán huyết, như là cái giảm của tiểu cầu, như là giảm của đa nhân trung tính hoặc là bạch cầu hạt nói chung. Cái phản ứng thứ ba của Shenkum đó là cái gì? Đó là những cái tổn thương mô qua trung gian của các phức hợp miễn dịch. Thì cái tỷ lệ thì cũng ít gặp, nhưng mà qua trung gian phức hợp miễn dịch thì mình thấy là những cái bệnh lý này cũng không phải là nhẹ nhàng và tiên lượng cũng không phải là nhẹ trên cái người bệnh. Đó là những cái bệnh như là bệnh huyết thanh, là những cái phản ứng giống như là phản ứng của huyết thanh, những cái viêm mạch ở da, sốt do thuốc, hoặc là những cái trường hợp nặng như là gây viêm vi cầu thận cấp. Phản Shenkum thứ tư, cái reaction thứ tư của Shenkum đó là cái phản ứng qua trung gian của tế bào T. Đây là tất cả những cái phản ứng mà da do thuốc hay gặp và có tiên lượng khá là nặng nề. Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Như cô đã kể, ở cái nhóm mà nhóm nặng, nhóm phản ứng nặng thì hay gặp là hội chứng Rett, như là phát ban mụn mủ cấp tính toàn thân, như là Steven Johnson, như là những cái trường hợp mà ngoại ban. Thì cái cơ chế này chắc các bạn chỉ cần search trên trên mạng là cũng đã thấy, nhưng mà cô xin đi lướt qua lại ha. Đối với qua trung gian của tế bào T thì mình thấy á, là cái gọi là tác nhân mà sinh miễn học chính á, cũng sẽ khác nhau. Cái tiếp 4 này, ví dụ mình chia cụ thể ra hơn là 4A, 4B, 4C, 4D, thì qua trung gian tế bào T thì dĩ nhiên là qua trung gian của các cytokine rồi. Cytokine như là ở 4A là interferon gamma nè, TNF alpha nè. Ở 4B thì nó qua trung gian của interleukin 5, 4, 13. Ở 4C thì nó qua trung gian của các yếu tố perforin hay là granzyme. Mà cái granzyme này các bạn thấy là trong cái Steven Johnson á, thì do qua trung gian của cái yếu tố này mà nó làm đục lủng cái bề mặt của các tế bào, làm cho các tế bào cứ chết theo chương trình hàng loạt và tạo ra cái hiện tượng mà hoại tử của thượng vị là do yếu tố này. Và 4D thì qua trung gian của cái interleukin 8 chẳng hạn. Cụ thể hơn nữa thì trong mỗi cái phản ứng điển hình, ví dụ của 4A, 4B, 4C, 4D, thì mình thấy ví dụ như là các cái phản ứng của tuberculin nè, như là cái phản ứng viêm mũi dị ứng mãn tính nè, như là cái phản ứng của viêm da tiếp xúc, hoặc là cái phản ứng AGF. Đây là cái bản tổng hợp, cái bài này cô sẽ gửi cho lớp. Cái bản tổng hợp này mình sẽ thấy là cái phản ứng do thuốc từ cái khởi phát cho đến cái khởi phát trung gian cho đến cái giai đoạn muộn, thì trên da thường nó sẽ tương ứng
ở giai đoạn đầu sớm thì mình thấy là những cái da đỏ, hồng ban, sẩn, phù nề ở cái những cái giai đoạn mà sau khi tiếp xúc với thuốc khoảng chừng 4 cho đến 1 tháng sau, có thể là 4 tuần sau, 4 ngày cho 4 tuần sau, thì mình sẽ thấy là những có những cái đỏ da toàn thân, có hồng ban nút nè, hoặc là có những cái phản ứng rất là muộn luôn, nhiều khi tiếp xúc thuốc mà cả tháng sau luôn, cả tháng sau. Cho nên nhiều khi bệnh nhân lại rất là chủ quan, không nghĩ đó là do cái tác nhân là thuốc đó, thì có những cái phản ứng chẳng hạn như là dì sừng của da, chẳng hạn như những cái phản ứng giống như vảy nến ha. Rồi bây giờ mình đi vô từng loại. Rest. Phát ban da do thuốc kìm tăng bạch cầu ái toan và có triệu chứng hệ thống là hội chứng rest. Thì điển hình một bệnh cảnh của rash là các bạn sẽ thấy là gì? Da bệnh nhân có phát ban, có đỏ, có gì đó, có đỏ, có hồng ban, có phù nề, có sẩn, có tróc vảy gì đó. Bệnh nhân bị sốt. Sốt có thể là có nguyên nhân, có thể là nguyên nhân kèm theo thôi. Cho nên thường là trong những trường hợp này giải quyết những cái nguyên nhân nghĩ là do nhiễm khuẩn huyết, hay là một cái nhiễm khuẩn ở một cái cơ quan nào đó, nhưng sau đó kháng sinh đã được dùng đủ cũng như đúng đối với tác nhân thì cái bệnh vẫn không có không chế được, và khi thử ra công thức máu v.v. nhiều thứ nữa thì mình thấy thì ra mới ra cái hội chứng này. Cho nên hội chứng này thì thật ra cũng không phải là dễ chẩn đoán ngay từ đầu. Điển hình là mình sẽ thấy là gì, có như cô đã nói sốt này ha, có mụn mủ ha, có phát ban ha, hoặc thậm chí da cũng có thể nổi những cái bóng nước và xuất huyết. Mình thấy cái dấu hiệu da nó có vẻ là khá là đa dạng. Và các tổn thương hệ thống mà hay gặp của hội chứng rash là gì? Đó là cái viêm gan. Hơn phân nửa, khoảng phân nửa phần trường hợp có đau khớp, có nổi hạch. Và một cái đặc biệt đó là cái gì? Có phải có tăng bạch cầu ái toan. Còn những cái dấu hiệu khác có thể kèm theo như là viêm phổi kẽ hoặc là giảm tiểu cầu, cho nên nó mới có gây những cái dấu hiệu xuất huyết hoặc là những cái bệnh lipho không điển hình. Ngoài ra là bệnh nhân trong những cái bệnh mà có tăng bạch cầu ái toan thì bệnh nhân rất là ngứa, chắc chắn là bệnh nhân có ngứa, có thể có viêm thận, có thiểu niệu, có hội chứng gan thận. Và lúc này thì chúng ta cần chẩn đoán phân biệt Systemic Johnson, tại vì cái phát ban da của nó cũng đa dạng, và cần chẩn đoán phân biệt trong trường hợp nào, trong trường hợp là cái phát ban da nó có vẻ lan rộng toàn thân nhiều nơi, và có đặc biệt thêm là những cái mụn nước, bóng nước, trợt da. Cái khó nữa là gì? Sinh thiết thì hình ảnh lại không đặc hiệu. Các thuốc thường gặp là nguyên nhân của hội chứng rash là gì? Bên thần kinh, thuốc chống động kinh và cái nhóm sulfonamide, hai nhóm đó. Nhớ dùm cô hai nhóm đó. Ngoài ra còn có những cái thuốc khác như là kháng siêu vi, như là NSAID, kháng viêm không đặc hiệu, non-steroid, hoặc là những cái nhóm thuốc tim mạch. Nhưng mà mình nhóm là nếu mà hỏi mình điều tra về tiền sử dùng thuốc hoặc là bệnh sử lúc đầu thì mình sẽ thấy là bệnh nhân có dùng những cái nhóm thuốc thường là liên quan đến thần kinh cũng như là sulfonamide. Hội chứng thường xảy ra sau khi bệnh nhân dùng thuốc đó, tiếp xúc với thuốc đó khoảng 1 tháng. Và chú ý là không có cái bằng chứng xác định của phản chéo với các thuốc khác. Có thể là bệnh nhân dùng thuốc này đã bị thì
với những thuốc tương tự là mình nên tránh, nhưng mà hiện nay là vẫn chưa có cái bằng chứng rõ ràng. Đây, cái dấu hiệu của hội chứng rét do carbamazepin thì mình thấy là có thể là phát ban giác sẩn ha, như ở đùi đây mình thấy một cái phát ban giác sẩn hồng ban lan rộng toàn thân, hoặc là cũng có thể là phát ban nó là những cái mụn nước và mụn mủ. Đây các bạn thấy mụn nước mụn mủ, khi mà cái hoạt tính miễn dịch của nó đến một cái lúc rất mạnh thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tạo, nó sẽ ly cái phần nhú bì, nó làm cho tạo ra những cái mụn mủ và mụn nước. Đây là cũng phát ban giác sẵn. Trong cái điều trị hội chứng rét thì dĩ nhiên là chủ yếu là cái điều trị triệu chứng, nâng đỡ thể trạng, rồi có tổn thương những cơ quan nào thì theo dõi sát những cơ quan đó và hỗ trợ để bảo tồn chức năng của mỗi cơ quan đó. Chắc chắn là phải ngưng ngay những cái thuốc nào mà nghi ngờ. Ví dụ mình hỏi bệnh nhân là thuốc về thần kinh, về kháng sinh, về nhóm sulfonamide, về những cái thuốc kháng viêm, non-steroid vân vân. Và trong những trường hợp nặng thì dùng corticosteroid liều như thế nào thì các bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể trên lâm sàng ha. Nhưng mà cái điều này vẫn còn đang bàn cãi bởi vì sao? Bởi vì là corticosteroid ví dụ dùng thì tác dụng trong cái điều trị mà để nó khống chế cái cytokine thì nó không rõ ràng. Dĩ nhiên rồi, nó không phải là cái điều trị nhắm đích. Tuy nhiên là tất cả những cái phản ứng gì mà liên quan đến một cái phản ứng quá mẫn của hệ miễn dịch đối với cơ thể gây ra những cái viêm và những cái rối loạn chức năng của từng cái cơ quan nội tạng cũng như những cái phát ban da do cái phản ứng viêm đó mà ra, thì khi sử dụng corticosteroid có thể mình khống chế được những cái viêm đó, làm hạn chế cái chuyện mà suy chức năng của các cơ quan nói chung cũng như là lặn đi những cái phát ban của da. Nhưng mà còn bàn cãi là vì sao cũng có, nếu mà các bạn chú ý về học chứng cứ thì mình thấy cũng nhiều, rất là nhiều cái bài báo họ cũng, hoặc là một trong một số Facebook cũng rồi, thì họ cũng nói là cái chuyện dùng corticosteroid này không biết là có giúp được gì trong cái chuyện mà khống chế cái hoạt tính miễn dịch của cái tiếp 4 này, mà có thể là nó làm cho cái ảnh hưởng đến cái tiên lượng của bệnh nhân nhiều hơn là cho cái tác dụng phụ của corticosteroid. Ví dụ tác dụng phụ mà các bạn đã biết chẳng hạn như là về tiêu hóa, về đường trong máu tăng, huyết áp tăng, hoặc thậm chí là có thể ức chế được thượng thận vân vân. Các bạn muốn phát biểu hay sao? Cô có nói nhanh quá không? Rồi mình qua tiếp một cái phần giai đoạn thứ hai, đó là cái mày đai. Thì mày đai các bạn cũng, nếu mà trong cái chuyên khoa da liễu thì sẽ được học riêng một bài ha. Nhưng mà trong đây thì mình cũng lướt qua để mình nắm chung được cái phản ứng giai thuốc mày đai là như thế nào. Đây là một phản ứng quá mẫn tiếp 1 của Cummingshell. Kháng sinh, cái tác nhân đầu tiên đó là kháng sinh, đặc biệt là cái nhóm mà penicillin và những cái kháng sinh có vòng benzene tương tự. Hoặc là cái thuốc tê tại chỗ, hoặc là thuốc cản quang, hoặc những cái sản phẩm của máu. Đây là một cái hiện tượng mất hạt của cái tế bào vón, tức là mastocyte, do cơ chế là nó không có liên quan đến cái IgE là trong những cái nhóm đối tượng nào. Đối tượng là thuốc giãn cơ nè, băng cô nè, hoặc là những cái thuốc mà giảm đau. Đây các bạn sẽ thấy mày đai nhân sinh. Nhìn rõ ha, nó là những cái sẩn phù, có thể là hình
tròn khởi phát là đường kính nó nhỏ, nó lan rộng dần ly tâm với cái rìa rõ hơn, có cái rìa hay là có cái bờ của sang thương gờ lên, và trung tâm có thể là nó lặn dần hợp với nhau thành hình ra cung. Vùng mặt thì tương tự với lại cái mày đay thôi các bạn, nhưng mà cái mức hạt của tế bào vón này nó nằm ở trong cái lớp bì sâu và cái mô dưới da. Thì cái vùng mặt này cũng có thể kết hợp với mày đay ở ngoài da ha. Có phù thanh quản hoặc là lưỡi nè, đe dọa đến tính mạng. Cái phát ban giác sẩn nói chung là đa số 3/4 trường hợp phát ban da do thuốc là ở dưới dạng này. Mình thấy cũng là do ba cái nhóm mà cô đã nhắc, ba cái nhóm đối tượng là kháng sinh, allopurinol với là những cái thuốc động kinh, chống động kinh. Những cái trường hợp á mà mình khai thác cái bệnh sử á, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ dao động. Ví dụ cái bệnh nhân đó họ tiếp xúc lần đầu với những cái tác nhân này trên một cái cơ địa đặc biệt là bị phản da do thuốc, do những cái đối tượng này, cho những cái đối tượng thuốc này, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ khởi phát cái triệu chứng là khoảng vài ngày thôi. Vài ngày sau khi bệnh nhân dùng thuốc là đã bắt đầu có dấu hiệu khởi phát bệnh. Mà nếu như cái đợt đó là chỉ thoáng qua, bệnh nhân không nhận ra, nghĩ rằng bệnh nhân bị chàm, bị gì gì đó, rồi cũng dùng một cái điều trị thông thường, thì có thể là cũng tự giới hạn được. Nhưng mà khi mà bệnh nhân bị tiếp xúc lại lần thứ hai, thì chúng ta sẽ thấy là những cái dấu hiệu khởi phát của nó sẽ xuất hiện chậm hơn. Chậm hơn là nó dao động khoảng trung bình là khoảng 2 đến 3 tuần. Cho nên thường là bệnh nhân vô với mình, họ hay khai là do họ ăn cái gì tối hôm qua, chứ họ không nghĩ rằng họ dùng cái thuốc gì đó cách đó 2-3 tuần. Đa số cái dạng phát ban giác sẩn này là cái dạng mà của tiếp 4. Và những cái đối tượng mà nó có bị những thay đổi về miễn dịch như là HIV này ha, như là tăng bạch cầu đơn nhân, thì các bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ phát ban này nó sập nhiều hơn. Đặc điểm của phát ban giác sẩn là các bạn thấy gì? Cái lớp sừng tăng nè, cái lớp keratinocyte cũng sẽ tăng dày. Và nó sẽ tẩm nhuận nhiều cái tế bào lympho. Các bạn sẽ thấy đây là cái màu tím đó các bạn. Cái màu tím ở dưới cái lớp trung bì. Còn những cái màu mà hơi xanh tím phía trên đó là cái lớp mà keratinocyte bị dày lên, là lớp này. Và cái phát ban giác sẩn này á, đôi lúc chúng ta thấy là mới uống thuốc vào bị nổi sẩn giác nè, hoặc sẩn nè, hồng ban nè, số lượng ít nè, mà có vẻ là toàn thân, có nghĩa là toàn thân không có nghĩa là diện tích rộng, mà nó rải rác ở nhiều vùng trên cơ thể, thì chúng ta cũng không có được chủ quan ha, bởi vì có thể cái phát ban giác sẩn này là cái giai đoạn đầu của những cái phản da do thuốc nặng như là cái hội chứng RES hoặc là cái Steven Johnson hoặc là ly thượng bì. Điều trị thì đối với những cái bệnh lý về dị ứng miễn dịch nói chung thì chúng ta sẽ thấy đặc biệt ở đây là có nguyên nhân nữa, thì điều trị cũng không quá gọi là đa dạng.
Phức tạp thì dĩ nhiên phức tạp, nhưng mà tại sao cô không nói là không quá đa dạng? Bởi vì chúng ta không có nhiều lựa chọn để điều trị. Điều trị thì thường là chắc chắn là phải ngưng cái đối tượng mà nghi ngờ là thủ phạm, thuốc nghi ngờ là thủ phạm, rồi dùng kháng histamine, rồi có thể dùng cái corticosteroid ha, bôi hoặc là uống. Các bạn giác sẩn ở lưng. Dạ, móc. Thì các bạn sẽ thấy có những cái phát ban mà rash kiểu này á, mà nó gọi là phát ban dạng sởi á, mình cũng khó phân biệt với những cái trường hợp mà phát ban do siêu vi á. Nhưng mà dĩ nhiên hai cái nó cũng khác nhau, có thể đều có ngứa, có thể có toàn thân, có thể có lan rộng. Tuy nhiên một bên thì khai thác lại là có tiền sử của và cả hai nó làm cho mình rất là khó phân biệt, là nó đều có thể là ảnh hưởng đến cái niêm mạc như là kết mạc. Tuy nhiên là một bên là phát ban siêu vi thì thường á, là cái nó có liên hệ với lại một cái về thời gian. Ví dụ như trong cái trường hợp mà phát ban do thuốc thì các bạn hỏi lại là tiền sử là có dùng thuốc ngứa rất là nhiều. Tuy nhiên là cái chuyện mà có sốt thì cũng cả hai đều có. Tuy nhiên cái chuyện là cái này có bị viêm họng, có bị đau nhức cơ vân vân, thì có thể đó là một trong những cái dấu hiệu, là chỉ gợi ý thôi, gợi ý để mình cho coi qua, đưa qua cái chẩn đoán nào nó ưu thế hơn, ví dụ một cái siêu vi hay là một cái tác nhân là do thuốc. Đây là cũng một cái phát ban ngoại ban do thuốc ha, các bạn thấy cũng tương tự cái dạng là phát ban giác sẩn hết. Đặc biệt trong phát ban giác sẩn do dị phản da do thuốc thì các bạn thấy là nó có thể xuất hiện kèm với lại những cái xuất huyết ha. Đây là những cái chấm xuất huyết. Tổn thương đều có ở niêm mạc, nhưng mà niêm mạc thường là niêm mạc ở ở môi, và cũng dưới dạng là cái hồng ban giác sẩn tróc vẩy, và có thể là có xuất huyết. Thì có những cái bảng này là mình để mình sẽ phân biệt những cái dấu hiệu để phân biệt, cũng là một cái ngoại ban là phát ban do yếu tố từ bên ngoài nhưng mà do siêu vi như cô đã nói, ví dụ do sởi này, do rubella nè, do cái parvovirus này là HHV thứ năm, HHV 5. Do Epstein-Barr, EBV hoặc là CMV, do HIV. Tuy nhiên là những cái dấu hiệu này chúng ta cùng tìm hiểu ha, thì nó cũng không có phải là một cái dấu hiệu mà có thể giúp chúng ta phân biệt rõ ràng được. Nhưng mà dù gì đi nữa thì có cũng hơn không, chẳng hạn như sởi có dấu hiệu cấp lick là quá điển hình như các bạn biết ha, phát ban thì thường là khoảng 1-2 ngày, trước đó rồi sau đó thì mình lại khám cái niêm mạc trong miệng thì cấp lick. Còn trường hợp ví dụ như các bạn thấy là rubella thì phát ban nó như thế nào nè, phát ban nó thì cũng giống sởi thôi, nhưng mà những cái dấu hiệu mà toàn thân á thì nó có vẻ là không rõ ràng. Chủ yếu là những cái phát ban này á là nó sẽ nằm ở đâu, ở cái vùng sau vành tai nè, ở cái vùng sau cổ nè, đó thì các bạn thấy, hoặc là ở cái vùng dưới chẵn hạch, ở cái vùng dưới chẵn hạch, vùng hạch cổ, thì mình thấy những cái dấu hiệu này nó cũng không có mấy là điển hình để phân biệt với lại một cái dị ứng, một cái phản da do thuốc.
Cho nên đôi lúc là phải theo dõi, phải khai thác lại cái bệnh sử dùng thuốc cho thật là kỹ. Chẳng hạn như là cái CMV hoặc là OBV, đây các bạn thấy như cái cột bên đây nè, OBV hoặc CMV nhá, phát ban do cái HHV luôn á. Đó là một cái HHV luôn, thì các bạn sẽ thấy là gì, cũng là một phát ban giác sẩn thôi. Nhưng mà khổ cái là nó lại khởi phát sau khi là có tiếp xúc với một số thuốc nữa chứ. Khó phân biệt, trong những trường hợp này rất là khó phân biệt. Ở những trường hợp do HIV. Sốt do Scarlet, do vi khuẩn. Hoặc là Mycoplasma cũng vậy. Mycoplasma thì các bạn sẽ thấy là cái gì? Những cái phát ban giác sẩn của nó thường là có thể là nó nhẹ. Nó vẫn có những cái phát ban của mụn nước, bóng nước. Mà cái dấu hiệu ở hệ hô hấp là chắc chắn là phải có. Nhưng mà cái nếu mà mình đọc trong cái nguyên nhân của cái Steven Johnson đó, thì mình thấy là nguyên nhân hàng đầu vẫn là do thuốc, nhưng mà vẫn có một cái nhóm nguyên nhân hiếm gặp hơn, đó là do Mycoplasma. Như vậy thì cái sự nhiễm trùng này có thể chồng lắp lên cái nguyên nhân là khi bệnh nhân bị phát ban thuốc, không biết là cái nào sẽ là khởi phát trước của cái nào. Có thể là một cái nhiễm nhiễm siêu vi CMV HV như cô đã nói, nó làm cho rối loạn hệ miễn dịch, và khi bệnh nhân dùng thuốc nó vô thì nó lại dễ bị cái phản ứng quá mẫn của tiếp 4 hơn ha. Những cái bệnh lý đi kèm mình thấy rất khó phân biệt, kể cả những cái bệnh lý tự miễn. Như vậy là phát ban da do thuốc là gì, là một cái phản ứng ở da khá là đa dạng, có thể tại chỗ, có thể ảnh hưởng đến toàn thân, và cần chẩn đoán phân biệt với những bệnh lý toàn thân khác, mà điển hình nhất là nhiễm siêu vi, điển hình nhất đó là cái nhiễm đó là cái bệnh lý tự miễn nữa. Rồi qua một cái dạng phát ban tiếp theo của phát ban da do thuốc, đó là cái viêm mặt quá mẫn. Phần lớn là do thuốc, mà thuốc này nó hoạt động, nó gọi là bán kháng nguyên, nó hoạt động như là một cái hấp tem thôi, như là cái Benny nè, Cephalosporin nè, Sulfonamide nè, Phenytoin nè và Allopurinol. Bệnh nhân mình thấy giống như một cái bệnh lý tim mạch do tự miễn thôi ha, là cũng có sốt nè, có mề đay nè, có đau khớp nè, tăng tốc độ nóng máu và giảm mủ thể. Nếu mà bệnh nhân hiện diện từ 5 cái tiêu chuẩn chẩn đoán, từ 3 tiêu chuẩn chẩn đoán trở lên trong 5 cái tiêu chuẩn như là tuổi, có dùng thuốc, tiền sử có dùng thuốc, liên quan với cái thời gian xuất hiện triệu chứng là từ 2 đến 3 tuần, bệnh nhân có xuất huyết, bệnh nhân có phát ban giác sẩn và sinh thiết sang thương da cho thấy thâm nhiễm bạch cầu đa nhân trung tính xung quanh các tiểu động mạch hoặc tiểu tĩnh mạch. Thì thật ra đúng là các bạn sẽ hỏi như vậy sao phân biệt cái viêm mạch tự miễn vân vân, thì mình thấy độ nhạy của cái từ 3 tiêu chuẩn trở lên này, nhạy là 71, chuyên 84, thì dĩ nhiên phải có rất là nhiều cái trường hợp mình sẽ bị nhầm lẫn giữa hai cái này. Bởi vì mình thấy là gì, độ tuổi thì những cái viêm mạch tự miễn cũng vậy, có dùng thuốc không dùng thuốc thì có thể là một cái yếu tố thôi, một yếu tố tình cờ chồng lắp thôi. Có xuất huyết ha, đều có phát ban giác sẩn, đều sinh thiết thấy nhiễm bạch cầu đa nhân trung tính ha. Nhưng mà trong cái viêm mạch tự miễn thì mình thấy nó lắng động thêm nhiều cái lympho. Lympho chiếm ưu thế hơn là đa nhân trung tính. Các thuốc mà gây viêm mạch quá mẫn đó là các thuốc đặt tế bào bleomycin, nhóm kinin. Những cái thuốc về tim mạch, nhóm hoạt hóa plasminogen là dùng trong cái
dự phòng của chống nguyên tắc như là aspirin. Ngoài ra nữa thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cái thuốc khác ha. Khi mà có một cái phản ứng da do thuốc xảy ra thì nếu mà bệnh nhân có đem theo một cái bịch thuốc, đem theo thuốc thì tốt cho mình rồi ha. Bệnh nhân đem cái bịch thuốc thì có thể lúc đó các bạn phải dùng một cái phần mềm gọi là phần mềm interaction checker, tức là mình kiểm tra cái tương tác thuốc đó, kiểm tra cái tác dụng phụ của thuốc. Thì hiện nay có rất là nhiều phần mềm, thì có thể các bạn vô những cái phần mềm đó, các bạn lấy những cái tên thuốc còn ở trên cái vỉ thuốc để mình kiểm tra. Hoặc cũng có thể là các bạn mà trong những cái viên thuốc mà nó đã bị bóc vỏ ra rồi á, thì các bạn có thể vô cái phần mềm interaction checker, các bạn có thể dùng được là hình dạng, cái dạng này là dạng gì, capsule hay là nén hay năng mềm, màu sắc nó là gì, hình dạng nó ra sao, và nó cũng sẽ cho ra một số cái thuốc mà thường lưu hành trên thị trường với cái hình dạng na ná như vậy. Tuy nhiên đối với những cái thuốc mà bệnh nhân uống không rõ nguồn gốc, rồi thuốc tễ, thuốc đông y, rồi vân vân, thì nói chung là cũng khó ha. Hiện nay nó quá đa dạng đi, làm cho mình cũng rất là lúng túng trong cái trường hợp mà truy lùng ra thủ phạm. Cho nên tốt nhất mình nói bệnh nhân là phải ngừng hết tất cả các thuốc đang dùng, và sau này là có điều trị vì thế thì phải theo toa bác sĩ là như vậy. Cũng là những cái tư vấn chung chung. Đây, hội chứng giảm tiểu cầu với lại huyết khối do heparin. Rồi đến một cái phản ứng da do thuốc khá nặng nữa tiếp theo. Thường những phản ứng loại nặng này là tiếp 4 ha, ba trung gian tế bào T, đó là đỏ da toàn thân. Khi mà bệnh nhân vô với mình mà da đỏ, có thể đây là giác hồng ban, có thể sẩn mảng hồng ban lan rộng, mà diện tích hơn 90% diện tích của cơ thể, thì mình chẩn đoán là đỏ da toàn thân. Đỏ da toàn thân này do thuốc hay do những nguyên nhân khác gây đỏ da toàn thân, bắt đầu mình đi tìm. Nhưng mà thường do thuốc thì đó là nó có cái bệnh sử, cái này gọi là bệnh sử hay tiền sử ha. Đúng là bệnh sử thì là từ lúc dùng thuốc và sau đó nó khởi phát và nó kéo dài cho đến hiện nay, nó là một cái khối liên tục. Phản da do thuốc này thì mình cũng có thể gọi là bệnh sử, nhưng mà có thể mình cũng gọi là tiền sử dùng thuốc cũng được. Thì các bạn sẽ thấy là cái nguyên nhân hay gặp cũng lại là cái nhóm mà Beni và barbiturat, còn ngoài ra là những cái kim loại nặng như là vàng nè, arsenic nè, thủy ngân nè, có trong một số cái chế phẩm thuốc mà các bạn đã biết ha. Thì như chúng ta thấy á, để tính cái diện tích của cơ thể thì 90% là mình dùng cái luật số 9, 90% như cái đầu, hai cái tay, cái thân, hai cái chân, và tính từ đùi cho đến bàn chân. Để cô kể thử nha. Mình gọi là một đơn vị đi. Cái đầu là một nè, cái tay là một nè, hai tay là hai, là ba nè, thân trước là 2 là 5, thân sau là 2 là 7, một cái chân từ đùi tới bàn chân 2 là 9, thì hai chân nữa là 11. 11 là luật số 9, tức là nhân 9 là 99, với lại bộ phận sinh dục 1% nữa là 100%. Thì như vậy á, là các bạn dễ tính, mình chỉ ướm thôi. Ướm là ảnh hưởng hết cái chân, hết hai cái chân chưa là mình thấy 4 rồi. Ở phần thân trước, thân sau nữa, mình nhân lên cái là mình đoán ngay được là có trên 90% diện tích cơ thể hay không. Còn ngoài ra các bạn vẫn có thể dùng bàn tay. Tại vì á, mình dùng bàn tay là trong cái này nè, trong Steven Johnson á,
sẽ có những cái tranh cãi là cái này Steven Johnson hay là Ten hay là Ly Thượng Bì á, ở chứng DN á, thì thường là nó sẽ được chẩn đoán dựa vào cái diện tích của bề mặt cơ thể bị ảnh hưởng. Nếu như mà nhỏ hơn 10 thì là Steven, lớn hơn 30 là Ly N hay là Ten, còn giữa 10 tới 30 là gọi là hội chứng chồng lấp. Thì ngoài cái mà mình ướm chừng cái phần diện tích đó thì chúng ta có thể dùng cái bàn tay á, một cái diện tích bàn tay là coi như 1%, thì trên tổng diện tích của cơ thể là 100%, thì mình tính xem là cái này là nhỏ 10 hay là từ 10 đến 30 hay lớn hơn 30. Thì đây là cũng là một cái phản ứng quá mẫn tiếp 4, thì thời gian từ tiếp xúc với tác nhân gây hại cụ thể là thuốc cho đến lúc có cái dấu hiệu khởi phát là khoảng dao động từ 1 đến 3 tuần. 1 là những cái trường hợp mà tiếp xúc lần đầu, 3 hoặc 4 tuần là những cái trường hợp mà tái tiếp xúc. Ảnh hưởng đến niêm mạc là đa số, 90% trường hợp mình sẽ thấy những cái niêm mạc ảnh hưởng, đó là kết mạc nè, đó là phần môi, miệng, lở loét trong miệng, hồng ban chóp phải, đóng mày nâu, tức là mày của thanh tương huyết, của xuất huyết ở môi, hoặc là xung huyết kết mạc, hoặc là những cái vùng niêm mạc khác như là niêm mạc sinh dục. Đây các bạn sẽ thấy là đó, thường tác động của cái hình từ bên trái qua ha. Bên trái các bạn nhìn thẳng như màn hình thì bên trái á, là Steven á, nó sẽ rải rác toàn thân nhưng mà diện tích nó cũng còn ít. Cho đến cái hình bên phải là Lien hay là Ten là hoại tử, tức là cái da nó như là da giấy, mình đụng tới đâu là nó sẽ trợt da cái tới đó. Các thuốc hay gặp gây gọi là nguy cơ cao trong cái hội chứng Stevenson hay là Ten này á, thì mình thấy là nó có liên quan đến cái hệ HLA đặc biệt, tức là đây là một cái yếu tố gen, cơ thể đó có cái yếu tố gen có HLA này thì hầu như không nên dùng những thuốc này. Bây giờ mình đi tới cái chuyện mà điều trị cá thể hóa thì thường là những cái thuốc chẳng hạn như quá điển hình như là allopurinol. Các bạn biết là dùng để giảm cái axit uric rồi, thì nó hiện nay cái bệnh lý, cái vấn đề axit uric là khá là phổ biến trong dân số, và cái chuyện mà dùng allopurinol cũng khá thường gặp. Và nếu như mà ở những người có HLA-B sau 58.01 á, thì hầu như dùng vô chắc chắn là sẽ bị cái Steven Johnson. Như vậy thì trước khi dùng cái này thì bây giờ mình lại được khuyến cáo là cho bệnh nhân đi làm một cái test sinh học phân tử xem là HLA có HLA B58.01 hay không. Nếu có là không dùng, chứ không phải đợi bệnh nhân dùng bị rồi mới đi tìm coi có HLA 58.01 hay không để nói là không được dùng lại. Không phải là như vậy. Carbamazepine là HLA B1502. Những cái nhóm mà NSAID thì HLA A2 hoặc là B12. Những cái nhóm mà sulfonamide là A29, B12 hoặc là DR7. Đây là những cái mà điển hình và đa số. Thì các bạn biết là trong y khoa mình không có cái gì chắc chắn. Chẳng hạn như có thể các bạn sẽ đọc đâu đấy nói trong Stevenson có HLA này 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 nữa là nó sẽ nhạy cảm với allopurinol, có nhưng mà một cái tỷ lệ rất thấp, thì chúng ta cũng sẽ không khuyến cáo ngược lại theo kiểu là phải thử HLA trước khi dùng cái thuốc đó. Và cái HLA 58.01 nó phổ biến tại Việt Nam mình luôn nha. Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái nghiên cứu đã được đăng công bố ở Sở Khoa học Công nghệ, và như vậy là đã khuyến cáo là thử cái này trước khi dùng. Biểu hiện thì các bạn sẽ thấy là gì? Xung huyết kết mạc,
thậm chí có thể xuất huyết kết mạc, trợt loét của niêm mạc sinh dục. Bệnh nhân Việt Nam mình cũng gặp rất là nhiều rồi các bạn, nhưng mà vì tôi có đưa vô trong cái tài liệu của cái sách giáo khoa để giảng dạy thôi, còn không có đưa lên bài. Đưa lên bài thì mình lấy những cái hình mà đã được công bố rõ ràng trên Stepbook để cho các bạn nhìn cho nó chuẩn ha. Đây, bệnh nhân của mình đây. Các bạn thấy tên là rất là tội nghiệp. Da giống như da giấy vậy đó. Cho nên bệnh nhân ngồi cũng khó khăn, nằm cũng khó khăn. Chỉ có đứng là hơi dễ chịu, là vì cái phần mà cọ sát với tiếp xúc tì đè với lại mặt đất là cái lòng bàn chân thì lớp sừng dày. Tuy nhiên là với cái chuyện mà mất dịch rồi mất đạm qua cái keratin của cái lớp sừng là đạm, thì khi mất nhiều như vậy rồi tái tạo liên tục của cái lớp biểu mô mới thì bệnh nhân cũng sẽ bị giảm, rồi ăn uống nữa bị ảnh hưởng đến niêm mạc, giảm hấp thu nữa, giảm vừa cái lượng cung cấp đạm mà vừa bị mất đạm qua nữa, thì các bạn sẽ thấy là bệnh nhân rất là dễ bị phù do cái giảm cái áp lực keo trong lòng mạch, giảm albumin trong máu. Cho nên nếu mà đứng như vậy một thời gian dài thì hai cái chân này sẽ phù theo cái trọng lực, gọi là đứng ngồi nằm gì cũng không yên hết là như vậy. Mô bệnh học thì mình thấy là hoại tử thượng bì, và cái vùng mà tới cái giới hạn bị hoại tử, tại sao nó làm tạo ra những cái bọng nước và nó bong thượng bì ra, đó là cái vùng nhú bì. Nhú bì là ngay cái phần mà giới hạn giữa lớp thượng bì và lớp trung bì, mà ngay cái phần màng đáy lượng của hình xin. Đây là một cái trường hợp là da có mụn bóng nước, có phản ứng Dinskonki dương tính, nhưng mà không có tồn tại của tự kháng thể tại những cầu nối, giống như đa số những cái bệnh lý về da có phản ứng Dinskonki dương tính khác, mà là do cái hiện tượng hoại tử, chết tế bào theo chương trình của cái phần keratinocyte của cái phần màng đáy, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bị hoại tử và nó bong trợt ra, nó lan trên một cái diện rộng như vậy. Chẩn đoán phân biệt để da toàn thân tróc vải, băng fibrous cận tăng sinh, phát ban mụn mủ cấp tính, hội chứng 4S. Nói chung mỗi cái chẩn đoán thì nó sẽ cũng sẽ có những cái khác nhau. Ví dụ như đỏ da toàn thân tróc vảy thì các bạn thường hay gặp trong những bệnh lý da sẩn vảy, như là bị chạm vinh cơ địa nè, như là vảy nến nè, như là vảy phấn đỏ nang lông nè, hoặc là băng fibrous cận tăng sinh thì các bạn sẽ thấy là dạng của nó khởi phát lúc đầu là những cái mụn nước, bóng nước cũng lan rộng, trùng, có xuất huyết và Dinskonki dương tính. Bệnh sử của nó thường là kéo dài dai dẳng hơn là cái kiểu khởi phát đột ngột sau khi dùng thuốc, như là trong cái biểu hiện của Steven Johnson hay là Ten. Và đối tượng của nó thì thường là những người lớn tuổi, và thường là nó mình sẽ tầm soát có một cái gọi là băng fibrous cận tăng sinh, thì thường là nó có một cái biểu hiện gọi là neoplasia tân sinh, hay là gọi là ác tính, tồn tại một cái khối ác tính ở đâu đó, phát ban mụn mủ cấp tính là agép, toàn bộ là mụn mủ vô trùng trên nền hồng ban. Hội chứng 4S là cũng là trợt y chang như là cái then, trợt da toàn bộ, nhưng mà ở những đối tượng nào, thường là ở những trẻ con, ở những người suy giảm miễn dịch, cũng có thể là ở thai phụ, còn ngoài ra là hay gặp ở trẻ con.
Và cái trợt này của nó là nó tồn tại những cái mụn mủ, bóng mủ. Và cái vùng điển hình khởi đầu của nó là những cái vùng lỗ thiên nhiên như là miệng, mũi, mắt, lỗ tai, sinh dục, hậu môn, quanh hậu môn. Và đặc biệt là gì? Nó nhảy đau nữa. Dĩ nhiên là có sốt rồi, tại vì trong mấy cái phản ứng của 4S là giống như là gọi là hội chứng da tróc toàn bộ mà do cái độc tố của Staphylococcus mà. Bệnh nhân rất là nhạy đau, đụng như bệnh nhân rất đau. Steven Johnson phân biệt với hồng ban thể major là thể lớn. Thì khi các bạn đi càng đi chuyên khoa thì các bạn sẽ gặp được những cái bệnh đó để chúng ta có thể phân biệt ha. Thì trong cái hồng ban đa dạng á, mình nghe tới cái bệnh lý hồng ban đa dạng thì mình nhớ ngay đến cái sang thương hình bia. Sang thương hình bia là sang thương mà điển hình của hồng ban đa dạng. Đây các bạn sẽ thấy nó sẽ có nhiều cái vòng, đây nhiều cái vòng đồng tâm nhau, ở giữa là một cái mụn nước hoặc là một cái mụn mủ hoặc cái một cái sẩn giả mụn nước, có thể là có mụn nước vỡ xuất huyết, xung quanh là một cái quần hồng ban nhạt màu, xung quanh nữa là một cái quần hồng ban đậm màu. Đây như các bạn thấy sang thương hình bia rất là điển hình ha. Đây thì khi mà chúng ta nghĩ cái hồng ban đa dạng á, thì phần lớn á là do cái nhiễm trùng. Phần lớn là do nhiễm trùng, có thể thôi nha, có thể nguyên nhân tìm thấy thì mình hay thấy là nhiễm trùng nói chung thì là nhiễm siêu vi nè, nhiễm mycoplasma nè, như cô đã nói ở cái phần đầu. Và cũng đặt lại cái câu hỏi là bệnh nhân này, Stevenson hay tên này là có nên dùng corticosteroid hay không. Đây mình thấy là sẩn hồng ban lan rộng, một bên là nó tạo ra. Thật ra cái mụn nước bóng nước không phải là một cái gì, một cái sang thương gọi là độc lập với sẩn hồng ban. Mà sẩn hồng ban là cái giai đoạn viêm, ở cái giai đoạn mà cái hoạt tính miễn dịch tự miễn đến, cái hoạt tính của rối loạn dịch nó còn nhẹ, cái phản ứng của cytokine với các tế bào gây viêm nó còn nhẹ. Còn khi nó đến một cái mức nào đó là nó sẽ gây hoại tử, giống như một trận chiến mà cái chiến trường đó mà nó bị tan hoang rồi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo những cái mụn nước là do thoát dịch vô ở những cái vùng chiến trường đó thôi. Thì nó tạo ra mụn nước, rồi mụn nước nó lan rộng dần ra, bóng nước nó hoại tử lan rộng dần, nó thoát dịch vô, tạo những bóng nước. Thì với cái áp lực không chịu được nữa, tại vì nó hoại tử rồi, không còn chắc chắn của cái lớp hàng rào bảo vệ da thì nó sẽ trợt rồi, nó vỡ ra thôi. Thì nói chung là về bản chất gọi là sinh bệnh học thì nó sẽ giống nhau, nhưng mà cái biểu hiện có thể là ở cái giai đoạn sẩn hồng ban, có thể ở cái giai đoạn mụn nước, bóng nước. Thì quay lại cái câu hỏi mà hồi nãy trên cái phần những cái biểu hiện nặng của phản ứng da do thuốc như là hội chứng RES, đặt câu hỏi là có nên dùng corticosteroid hay không đó. Thì các bạn sẽ thấy là với các điều trị mà khi các bạn đi ở những bệnh viện có gọi là đa khoa, có cái hồi chuyên khoa sức cấp cứu mà tương đối lớn, thì các bạn cũng sẽ bắt gặp những cái bệnh nhân này. Và thường là khi bác sĩ mà chẩn đoán ra cái hội chứng RES hoặc là Stevenson hoặc là TEN thì thường là sẽ có chỉ định dùng corticosteroid. Mặc dù lúc đó có thể có bội nhiễm hoặc có thể có yếu tố nhiễm trùng đồng phát hay gây khởi phát hay không á, thì chúng ta vẫn điều trị song song với lại khống chế những cái tác nhân mà gây nhiễm trùng đó. Chứ chưa ai chưa dám là chẩn đoán ra mà không dùng vì sợ tác dụng phụ của corticosteroid. Mình sẽ kiểm soát, mình sẽ khống chế những cái tác dụng phụ của corticosteroid. Rồi, mình qua cái thứ hai là hồng ma sắc tố cố định. Một bệnh nhân đến với mình
Tự nhiên người ta rất là sợ, tại vì trên da nó có nổi những cái giác tăng sắc tố, có thể là màu xanh, màu xám tro, màu nâu, màu đen, hình tròn, đa số là hình tròn, bầu dục, và nó có thể là từ kích thước đường kính nó nhỏ chỉ khoảng chừng dưới 1 cm cho đến rất lớn, vài cm, có thể lên đến làm lớn hơn 5 cm. Có những cái sang thương có thể đường kính to khoảng chừng 10 cm luôn, cho nên là bệnh nhân rất là lo lắng và sợ, không biết là cơ thể mình bị cái vấn đề gì. Bởi vì sao? Cũng đây là một phản muộn tiếp 4, cho nên là sẽ xuất hiện sau khi bệnh nhân dùng một cái loại thuốc nào đó khá là lâu rồi, 2-3 tuần rồi. Vị trí thường ở đâu? Ở miệng, ở bộ phận sinh dục ngoài, ở mặt và góc chi. Những cái mà liên quan phát ban da da thuốc á, thì các bạn chú ý một cái vị trí mà hay hay gặp, hay để ý, đó là gì? Cái phần góc góc chi, cái phần niêm mạc. Thì cứ thế mà các bạn cứ tìm, khi mà bệnh nhân cho mình xem một cái sang thương ở đâu đó thì mình phải bộc lộ toàn bộ để mình tìm những cái sang thương điển hình ở những cái vùng mà hay gặp của cái phản da do thuốc này. Và đặc biệt thì tại sao gọi là hồng ban sắc tố cố định tái phát, là vì nếu mà cái vị trí đó đã bị do dùng thuốc đó rồi thì lần sau mà bệnh nhân, lần trước là có thể thoáng qua nhẹ rồi, tự nó sẽ kiểm soát được rồi, có thể là cái giác mà tăng sắc tố đó còn tồn tại hoặc nhạt dần theo thời gian nhưng mà chưa hết, thì rủi thay bệnh nhân không có được nhận ra cái thủ phạm, cái đối tượng, cái tác nhân gây hại này, thì bệnh nhân lại tiếp tục uống lại cái thuốc đó nữa. Tại vì với cái tình trạng mà bán thuốc không kê đơn tràn lan như tại 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 cộng đồng của mình hiện nay, thì bệnh nhân lại uống lại thì lại bị nổi lại, mà nổi lại lần sau, cứ mỗi lần nổi là nó thêm chỗ mới nhưng chắc chắn chỗ cũ lại bị lại, và cái mức độ của nó có thể nặng hơn, như vậy bệnh nhân càng hoang mang hơn. Nguyên nhân cũng là do kháng sinh ha, sulfonamide, nhóm thần kinh, barbiturate. Lúc đầu là hơi đỏ đỏ, hồng hồng, phù nề, sau đó nó hơi xám xám, màu xám tro, có thể có bóng nước trên bề mặt trùng, và khi có trường hợp bóng nước bể ra, có trường hợp bóng nước không bể, tự tái hấp thu cái dịch đó lại, và cái lớp thượng bì nó lại ụp lên trên cái sang thương, trên bề mặt của cái sang thương đó, và cái diễn tiến của sang thương đó trở thành tăng sắc tố sau viêm. Đây các bạn thấy nè, có những cái mảng rất là to, có thể lên tới 10 cm hoặc thậm chí hơn luôn, vài chục cm luôn, ở góc chi ha, ở phần vai, cánh tay, ở phần đùi, ở quanh miệng. Nếu mà gặp những hình ảnh này thì các bạn nhớ lại cái bài hôm nay nha, vì sau này các bạn ra nếu mà làm ở các phòng khám thì cũng có thể gặp bệnh nhân đến là cứ nói là có những cái mảng như vậy nè, bệnh nhân không biết sợ một cái bệnh lý gì về gan, bệnh gì trong cơ thể, bệnh ung thư, bệnh gì, bệnh nhân hoang mang lắm, mà cứ tái đi tái lại nữa chứ. Đây có những trường hợp hoạt tính miễn dịch mạnh như cô đã nói ha, thì nó hình thành những cái mụn nước xong nó hợp lại thành những cái móng nước rất là to. Qua một dạng tiếp theo của phát ban da do thuốc nữa, các bạn sẽ thấy sao nhiều quá ha. Thôi kệ, mình cứ nghe hết đi, để ít nhất là trong đầu mình đã có lướt qua hết những cái dấu hiệu này, sau này thấy để nhớ lại cái bài hôm nay là hỏi lại cái tiền căn hay là hay cái bệnh sử dùng thuốc như thế nào. Phát ban dạng Liken cũng vài tuần hoặc vài tháng sau dùng thuốc, biểu hiện tương tự Liken phẳng. Liken phẳng là gì? Là những cái sẩn, mảng, sẩn là gồ lên khỏi bề mặt da, mảng là đường kính nó to hơn cái sẩn, mà phẳng trên bề mặt, tức là thay sẩn thì thường nó có thể hình vòm, vân vân, thì cái này là sẩn này nó phẳng nha, trên bề mặt nó phẳng, nó như là một cái cong nguyên á các bạn, và nó màu tím vì nó tẩm nhuận rất là nhiều lymphoma, bản chất nó là như vậy. Trên bề mặt của các sẩn mảng phẳng đó có thể có tróc vẩy, nó giống giống như là dạng vẩy nến, nó giống giống như là lichen phẳng,
tức là những cái bệnh sẩn vảy mà nó na ná với nhau như vậy. Thì trong cái lít canh thẳng mà bệnh lý lít canh thẳng thì cái dấu hiệu mà gây tổn thương niêm mạc rất là thường gặp, với những dấu hiệu chấm nè, lưới nè, màu tím nè ở mặt trong má. Còn riêng trong cái phát ban do thuốc này á thì ảnh hưởng đến cái niêm mạc của nó mình sẽ thấy ít gặp. Ví dụ mình nhìn cái sang thương sẽ giống lít canh phẳng, nhưng mà khám về niêm mạc thì mình thấy à, niêm mạc không có bị ảnh hưởng. Có thể kèm tăng sắc tố, có thể kèm rụng tóc. Như vậy rụng tóc thì coi chừng lại là bệnh nhân có dùng thuốc gì hay không, nhất là những thuốc có chứa kim loại nặng. Rồi sau đó thì cái da có đỏ, có ngứa, có sẩn gì đó, rồi sau đó những cái phát ban này tự tự lui, rồi tóc là cứ thế mà tiếp tục rụng. Rồi đi chữa rụng tóc uống thêm một mớ thuốc. Thực phẩm chức năng trên thị trường, vân vân. Rồi qua một cái dạng tiếp theo của phát ban do thuốc đó là nhạy cảm ánh sáng. Thì cái này các bạn nghe nhiều rồi, mà những cái thủ phạm cũng đã nghe nói rồi luôn nữa. Nhạy cảm ánh sáng là do quang độc tố hay là do dị ứng với ánh sáng. Thì nguyên nhân á là các cái loại mà kháng sinh nhạy cảm ánh sáng là các bạn nghe rồi ha, nhóm cyclin là như doxycycline, minocycline nè, những cái nhóm chloroquine, hiroxy, chloroquine nè. Nhưng mà đặc biệt hai cái thuốc đó nó gây nhạy cảm ánh sáng, nhưng mà bản thân nó trên những cái đối tượng mà không có cái gọi là tạm gọi là cái cơ địa như các bạn nhạy cảm ánh sáng thì nó lại điều trị được những cái bệnh lý mà có nhạy cảm ánh sáng, như là các bạn thấy dùng trong lupus đỏ mà dạng bán cách chẳng hạn. Ngoài ra thì mình thấy là gì, những cái thuốc về thần kinh nè, những cái thuốc như là đó phenothiazine nè, hoặc là những cái nhóm kháng viêm nonsteroid, quanh đi quẩn lại là những cái thuốc thuộc những cái nhóm mà hay gây phản da do thuốc. Cái phát ban mà do cái quang độc tố á, thì mình sẽ thấy là nó giống giống như là bỏng bỏng nắng nặng vậy đó, giống như đi biển mà đi biển dưới trời nắng gắt về vậy đó, rồi da đỏ rực lên rồi rộp lên đỏ như con tôm luộc là dễ, cái hình ảnh dễ nhớ nhất ha. Còn phát ban mà do dị ứng ánh sáng á, thì nó qua trung gian của cái tế bào lympho thì nó sẽ chuyển cái thuốc thành một cái phức hợp mà nó hoạt hóa miễn dịch và nó hoạt hóa cái tế bào lympho. Cho nên cái phát ban da lúc này nó không giống cái bỏng nắng mà nó lại giống cái dạng dạng chàm, dạng phát ban sẩn vảy ở những cái vùng mà tiếp xúc với lại ánh sáng. Đây là cái phát ban này là do cái quang quang lực. Các bạn thấy đi đi giống như đi biển, nó sẽ ra cái giống như vậy, cái dấu hiệu đỏ tươi như vậy. Tiếp theo đó là những cái rối loạn về sắc tố, tăng giảm sắc tố. Thì nói tới sắc tố thì mình thấy là sắc tố của da nó sẽ được quyết định bởi melanin, là do chủng tộc đen, vàng, trắng, là do cái hemoglobin, tức là do cái lượng hồng cầu hemoglobin ở cái dạng nào ở trong những cái hệ thống mạch máu để nuôi da, và do những cái sắc tố này có thể là ngoại sinh, có thể là nội sinh, như là hemosiderin nè, những sắc tố nội sinh như là tẩm nhuận cái beta caroten rồi vân vân. Ngoại sinh thì có thể là do xăm màu vô cái vùng da đó, do bệnh nhân dùng một số cái hóa chất như là hydroquinone chẳng hạn,
Còn giảm sắc tố thì nhiều, rất là nhiều thuốc. Hydroquinone nè, Putin, catecol nè, tiếp xúc nghề nghiệp, đây là mấy cái hóa chất của nghề nghiệp nha các bạn. Cái nhóm monobenzin ete nói chung á, hoặc là những cái chất tẩy, những cái chất sát khuẩn. Rồi lại thêm một cái dạng phát ban da do thuốc, ở dưới cái dạng trứng cá, hay mình hay gọi là phát ban trứng cá. Nó khác với cái trứng cá thông thường ở cái chỗ là đối tượng thì không phải lứa tuổi thanh thiếu niên, không bất chấp về tuổi tác. Cái thứ hai nữa là không phải một cái đa dạng từ còi đóng mở cho đến sẩn viêm, đến mụn mủ, đến cục, đến nang, đến sẹo vân vân. Mà nó sẽ là gì? Nó là những cái sẩn viêm mụn mủ đồng tuổi, đồng dạng và hàng loạt trên cái bề mặt da. Thường nó sẽ không có tồn tại cái còi đóng, còi mở gì hết, gọi là cái nhân trứng cá. Thì nguyên nhân á, là ở những trường hợp mà có dùng những cái nội tiết tố như là ACTH, corticosteroid, esomethasone, những cái nhóm corticoid, androgen, thuốc ngừa thai. Ngoài ra thì mình nhớ thêm hai cái nữa là gì? Mấy cái thuốc kháng lao với lại cái kim loại nặng. Kim loại nặng như là brom, như là iốt. Vậy phát ban trứng cá thì thường là có liên quan đến nội tiết tố là một, kim loại nặng là hai. Thuốc kháng lao là ba. Rồi, sau cùng nữa, đó là những cái phát ban da do thuốc mà đại loại cái loại gọi là hỗn hợp tùm lum khác, gọi là khác đi. Thì có thể là bệnh bóng nước, là băng figus nè, bóng nước dạng băng figus nè, IGA đường. Đây là những cái vấn đề nó khá là sâu luôn rồi. Đại loại có một, ví dụ một cái textbook có thể viết chuyên một cái đề tài là cái bóng nước. Thì bóng nước này là chẳng hạn như là băng figus này là do bệnh lý băng figus, hay là băng figus do thuốc, và băng figus do thuốc có khác với lại cái biểu hiện của nó đó, có khác với lại một cái phản da do thuốc, hay là nó lại giống với là một cái băng figus mà một cái bệnh băng figus vân vân. Người ta sẽ có những cái chứng cứ về mô học, về sinh bệnh học, nó có những cái điểm gì giống nhau khác nhau thì nó khá là sâu ha. Lupus đỏ, nhiều khi các bạn sẽ thấy là gì, một bệnh nhân trong độ tuổi khởi phát của lupus đỏ đến với mình với cái biểu hiện của lupus đỏ, nhưng mà tại sao mình thấy là nó rất rất là đa dạng trên cái thực hành lâm sàng của mình. Nếu mà các bạn làm nhiều, có nhiều kinh nghiệm rồi, thì các bạn ở những anh chị mà đi học, có nghĩa là nhiều khi các bạn đã thực hành rất lâu rồi các bạn mới quay lại học, thì các bạn sẽ thấy là có những trường hợp lupus đỏ đến với mình, cái phát ban da có vẻ rầm rộ, mình nhìn mình có vẻ cũng tiên lượng dè dặt trên bệnh nhân này, nhưng mà sau đó tự nhiên khống chế đợt đó qua, bệnh nhân không cần phải dùng thuốc, không cần phải theo dõi, không cần duy trì gì hết, bệnh nhân khỏe luôn. Thì mình khi mà mình bắt đầu mình gọi là điều tra hồi cứu lại, thì mình mới nghĩ rằng có lẽ trường hợp này là cái lupus đỏ, biểu hiện lupus đỏ này là một cái phát ban do thuốc, chứ không phải là một cái bệnh lý của lupus đỏ, một bản chất của bệnh lý lupus đỏ. Ngoài ra nữa thì có cái hội chứng mẫn cảm thuốc giả bệnh giống lympho. Các bạn thấy không, những cái biểu hiện cảm giác rất nặng, tiên lượng dè dặt, nếu đúng là một cái bệnh lý. Nhưng mà mình thấy là may á, các bạn vẫn thấy đang thấy màn hình không? Dạ vẫn thấy bình thường cô. Vẫn thấy cái bài cô đang ấy ha, đang nói, để cô quay lại cái tay đó. Tại cô đang nói trên điện thoại iPhone đó.
đây. Nhưng mà may thay á, nếu mà cái bệnh nhân đó là một cái phản gia do thuốc thì tiên lượng rất là tốt cho bệnh nhân. Cho nên nhiều khi vô chẩn đoán chẳng hạn như một bệnh lý của lympho, một bệnh lý lưa tự miễn, một bệnh lý bóng nước tự miễn thì thấy cái tiên lượng hầu như là dè dặt. Mà cứ ngồi mình cứ thầm cầu mong là đây là một cái phản gia do thuốc thì hầu như khống chế qua cái đợt đó. Và cùng bệnh nhân kiểm soát lại cái thuốc bệnh nhân dùng trong hàng ngày trong cuộc sống để mà có thể là tránh tái phát lại thì rất là tốt, tiên lượng rất tốt cho bệnh nhân. Những cái phát ban gia do thuốc khác ít gặp hơn đó là gì? Đó là dạng vẩy nến hoặc là vẩy phấn hồng. Thì mấy cái này có thể mình thấy là vẩy nến. Mà vẩy nến thì thường là diễn tiến mãn tính tới đi tới lại. Vẩy nến đột ngột, khởi phát đột ngột, rầm rộ, khống chế rất là dễ dàng và sau đó không tái phát, hồi cứu lại thì ra có thể là phản ứng dây da thuốc kiểu như vậy á. Đây phát ban dạng vẩy nến do ức chế TNF alpha nè ha, mãn sẩn hồng ban tăng sừng giới hạn rõ và có tróc vẩy trên bề mặt. Đây một cái trường hợp là ngoại ban cho cái dùng thường là mình thấy cái gì giới hạn của nó sẽ rõ trong những cái phát ban da thuốc mà giống chàm kiểu này đối xứng hai bên ở các nếp lớn ở phần góc chi, nhưng mà nhìn kỹ cái đường giới hạn của nó rõ, còn gọi là dạng chàm hay là ban chàm thì nó lại giới hạn nó không có rõ. Đây là những cái bản tóm tắt lại, thống kê lại những cái biểu hiện lâm sàng của phản gia do thuốc mà ở cái giai đoạn nào, giai đoạn sớm tiếp xúc với thuốc trong vòng mấy tiếng, mấy ngày hay là mấy tuần thì mình sẽ thấy lần lượt hồi nãy giờ cô kể nó nằm ở đây, ở những cái bảng mà thống kê lại như vậy. Bài này cô sẽ gửi cho các bạn. Cái này mình cũng hay gặp trên lâm sàng nè các bạn. Cái hồng mai sắc tố cố định nãy mình thấy rồi ha, nhưng mà cái gọi là a ghép á, rồi là ngoại ban phát ban mụn mủ toàn thân cấp tính do thuốc. Thường á, là mình phải chẩn đoán phân biệt, ví dụ như là vẩy nến mủ, những cái bệnh lý mà phát ban mụn mủ rầm rộ á, thì mình nên chẩn đoán phân biệt. Mà mình thấy vẩy nến mủ thì có vẻ sao nó khác với cái này. Vẩy nến mủ là những cái mụn mủ trên mảng hồng ban, có nóng nè, có đau nè, vỡ ra, diễn tiến mạng tính, vỡ ra rồi tróc mạc, đóng vẩy xong rồi vẩy mịn dính rồi từ từ nó mới tróc vẩy. Trong những cái trường hợp mà thường là nó sẽ diễn tiến mãn tính và tái đi tái lại, có tổn thương của móng, cũng có mụn mủ dưới móng vân vân. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân vô với mình một cái gọi là hồng ban, mảng hồng ban lan rộng ra và có những cái mụn mủ li ti, mà mụn mủ này nó không nằm tại các nang lông, tróc vẩy bệnh nhân ngứa dữ dội, còn trong vẩy nến mủ thì thường là đau, còn trong trường hợp này là ngứa và nó tập trung nhiều, cũng thế ha, nếp và ở những cái phần mà gốc chi. Nó nằm trong cái phản gia do thuốc chung thì thường là nó nằm ở những cái phần gốc chi, những cái phần nếp, những cái phần niêm mạc, rồi sau đó nó mới lan ra những cái vùng khác. Thì cái a ghép này các bạn cũng có thể sẽ gặp, mà nếu không được dắt qua thì mình không biết chẩn đoán gì. Ngoại ban của mụn nước ống nước,
Rồi, bài của cô đến đây là hết. Các bạn có thắc mắc gì hỏi? Chắc ngủ hết chưa? Ngủ hết rồi phải không? Dạ, bài rộng quá nên chưa biết cách gì cô. Đúng là cái bài này nó ngay lúc giảng là cô cũng đã nói với các bạn rồi. Phát ban da cho thuốc, những cái bệnh lý mà mình thấy là bất kỳ biểu hiện gì cũng có thể là của nó là gì? Thứ nhất là gọi là trúng thuốc, trúng độc da do thuốc hay phát ban da do thuốc. Cái từ chuẩn của nó là phát ban da do thuốc ha, nhưng mà trước đây những thầy cô cũ thế hệ trước dạy thì mình sẽ nghe là trúng độc da do thuốc. Thứ hai đó là giang mai. Giang mai thì các bạn thấy là từ giang mai 1, giang mai 2, giang mai 3 nó ảnh hưởng từ ở ngoài cho đến nội tạng, và bất kỳ một cái biểu hiện da nào đều cũng có thể được xếp vào một trong những cái dạng giang mai nào đó. Thứ ba đó là những cái bệnh lý về tự miễn. Thì một cái nhóm bệnh tự miễn các bạn thấy nó không phải điển hình như mình thấy lupus đỏ nè, viêm bì cơ nè, để có sẩn gô trong, để có heliotrop, để có cái gì, hoặc là sơ cứng bì nè, phải có da cứng rồi tăng giảm sắc tố, hình giọt nước vân vân. Khi các bạn đi lâm sàng các bạn sẽ thấy nó là một cái mix, một cái gọi là overlap lẫn nhau, và có thể nó xuất hiện ở đâu đấy một mảng hồng ban, sẩn hồng ban, có tróc vảy, rồi ở đâu đấy nó cũng có một cái, thậm chí lupus đỏ có bóng nước của lupus đỏ, rồi vân vân. Thì biểu hiện của nó rất là đa dạng như vậy. Trong những cái nhóm bệnh mà cô gợi ý là khi các bạn thấy là đúng là mình nhiều khi phải có những cái định hướng suy nghĩ, hoặc là đã gặp qua, ít nhất mình đã nghe nói qua cái đi, rồi mình mới sực nhớ là có thể nằm trong bệnh ABCD này, rồi mình mới chú ý tìm nguyên nhân, hoặc là chú ý hỏi bệnh, thì nó mới ra được cái chẩn đoán chính xác được. Nhóm cao học, lớp cao học của các bạn là bao nhiêu bạn tổng cộng? Bao nhiêu bạn tổng cộng hả? Lớp trưởng có ai lớp trưởng hay tổ trưởng gì không? Chị bây giờ về đọc lại ha, đọc lại bài xong rồi thắc mắc sau hay sao? Dạ, lớp cao học có 15 bạn rồi. Cao học 15, cao học nội chung á hả bạn? Cô nghĩ cao nhiều học gia liệu, cao học gia liệu. Cái lớp này mình đang học là chung hết hay là chỉ riêng gia liệu thôi? Lớp... Hình như chung đúng không? Bộ này các bạn học online thì hơi bị thiệt thòi ha. Không biết chừng nào mới qua hết COVID để các bạn học lại như thông thường. Rồi, vậy thôi mình nghỉ nha các bạn. Cô chào lớp ha. Dạ, cảm ơn cô ạ.